Xin chào cả nhà. Hiện tại thì Minh Dũng và chị Lê Giang đang có mặt tại chân gà ở Nguyễn Du. Hồi xưa nổi tiếng là miếng gà chửi, đúng không chị? Hồi xưa thôi nha, còn giờ biết rồi, có chửi rồi con không biết giờ nha. Dễ thương lắm. Giờ dễ thương lắm hả chị? Chắc thay đổi rồi. Kinh tế nó suy thoái hả chị? Suy thoái cần thương. Nó suy thoái ha. Nhưng mình vẫn đông nha, ra lúc nào đông hết trơn. Và ở đây có một cái gọi là những cái món ăn rất là đặc trưng hả chị? Mà kiếm những cái chỗ khác không có hả chị? Mê lắm. Chị đang ăn gì à? Lưỡi. Lưỡi vịt hả? Lưỡi vịt. Này, cho mọi người coi. Này, lưỡi vịt đây. Còn đây là mề. Chân gà. Chân gà. Đố mọi người. Một cặp chân gà bao nhiêu? 30.000 là mình mua 3 cặp đúng không? Mua 3 cặp là coi như 90.000. Đó, đây 90.000 này. Đó, 90.000 3 cặp chân gà. À, còn cái dĩa vịt này nè mọi người. Lưỡi vịt lớn. Lớn là coi như là lớn vậy nha mọi người, chứ không phải là cái lưỡi vịt thì nó cũng cái size nó cũng y chang à. Nè, cái size dĩa đó, ý đang nói về cái size dĩa đó. Gấp 2 lần. Là nhiêu ta? Mắc à? Mắc á. Nói chung là lưỡi vịt mắc đó. Thế sao mọi người, đồ ăn đầy mắt nhưng mà rất là ngon, ướp gia vị rất là thấm nha. Rồi ăn làm như lâu lâu phải ghiền, phải quay lại ăn vậy đó. Nói chung là nó cảm giác cái miệng mình nó thèm á. Từ bên Úc nè mọi người, xong rồi về tới nhà bè. Tối nay thèm quá, chạy ra trung tâm Sài Gòn ăn là biết cái chỗ này nó đủ hấp dẫn với Lê Giang như thế nào rồi. Từ nha. Từ nhà bè ra Sài Gòn. Trời ơi, người đẹp tới rồi. Ôi trời ơi, đây này, người đẹp ca xuân cua này. Hello, xin chào mọi người. Trời ơi, hôm nay biết rồi, hôm nay biết rồi. Nghe đồn đi học tiếng Hoa đúng không? Ni hao ma. Rồi, còn đây nữa nè. Đây, xe. Còn đây là mề gà. Nói chung là nguyên một cái bàn ăn và một cái bàn tiệc vậy. Em đố mọi người bao nhiêu để làm tính tiền cho rồi em nói cho mọi người biết ha mọi người ha. Ngon lắm. Nổi tiếng lâu rồi. Ngon. Tắm lắm. Ăn rất là ngon. Trên đường Nguyễn Du nha mọi người nha. Đó. Đây. Rất là đông. Dạ kính thưa quý vị, chúng tôi đã hết một tour rồi. Bây giờ chúng tôi kêu thêm một tour thứ hai. Và trong tour thứ hai thì có cánh gà nha mọi người nha. Một cặp cánh gà. Không biết là cặp nhiêu tôi không biết. Cặp nhiêu tiền, chắc trăm mấy. Đâu cánh gà mà trăm mấy đó. Đây. Ở đây không rẻ nha. Nói chung là lát tôi đứng dậy cái này chắc cũng phải cỡ cả triệu, triệu mấy hả chị Giang? Đúng không, cỡ đó ha. Nghĩa là trên triệu á, gà với lại cánh gà với lưỡi vịt đồ đó ha. Trên triệu á chứ mà không kể nó đi triệu, trên triệu mà không phân được. Nhưng mà đừng chửi được ha. Đừng chửi nha, chửi mốt chuyện ăn đó. Giờ sao chị nghiên cứu mấy món này, chị về chị làm mấy bể quán cho chị. Một cơ quán có lưỡi vịt cây dần ngon lắm. À, vậy hả? Nào ra ăn được, có ngon lắm, lưỡi vịt cây dần. Nào ra ăn thử đi, xuất sắc luôn. Cánh gà mật ong quán chị Thúy cũng ngon lắm. Trời ơi, Lúc Nguyễn này, Lúc Nguyễn khoái cánh gà mật ong. Lúc Nguyễn lần lần ăn hai phần cánh gà, xích gà cả cánh này nó còn sống, nó quạt vô miệng tôi. Trong đây nó đậm gì cũng thấm vậy cơ. Đậm đà hả? Tại vì nó ướp lâu rồi chị. Ướp mấy ngày cơ. Chắc cả tuần á. Cả tuần đem dục luôn. Nó mới đậm đà. Ngon hả chị? Lưỡi vịt nè, lưỡi vịt mà một mình chị Lê Giang chứ hết luôn đó cả người. Nghe không? Xôi nè, xôi chà bông nè. Đó. Nãy đã nhìn thấy quen quen nè. Nghe không? Cánh gà ngon chị Thúy? Ngon. Ngon ha. Mặt dạo này đẹp ghê luôn á. Ừ. Rồi chuẩn bị tối lại cho sáng lại nha. Không có make up à. Tôi cũng vậy nè, sáng hoài nè. Đi Út về trắng dễ sợ. Sáng hoài không? Kêu. Đi Út con tán rồi đó mà chắc bóc à. Hồi trưa này em ngồi em nói, ủa trời sao da hôm nay trắng trắng như vậy? Em ơi, em. Trời ơi, đây nè.
còn có một cái thì có đúng người Việt Nam luôn. Người Việt Nam là ăn chừa một cái. Ăn đi chị Thúy. Hơi no rồi. Chị Giang bóc đi chị Thúy. Tại cũng lỡ chùi tay rồi. Chứ cái đó là cũng vô bụng cũng vừa đó. Đức ơi, người Việt Nam nè, người Việt Nam chùi cho chị Thúy nè. Thúy ăn cho em vui coi Thúy. Âu á. Nó thì để rửa kì... tay rồi, chùi tay rồi thôi. Ơi khổ tâm ghê trời. Em ăn cái vụ. Em ăn cái vụ quay chứ. Trời ơi, đó, ăn đi. Khổ ghê, rồi nó còn có một cái thôi mà cũng chưa à. Ăn đi. Ngon hay Dũng ha? Ngon. Đó, em cũng chùi tay rồi chứ. À, thôi, đừng có vậy, mai mốt ăn hết đi. Nè, bây giờ... Coi cái quá đơn nha. À. Cái này bỏ rồi. Bao nhiêu hai dĩa lưỡi nè. Nhiêu cân? Hai dĩa lưỡi, hai dĩa chân. Mấy lon nước đó chị? Hai lon nước. Sạch hết trơn vậy đó. Trời ơi, ăn nó ngon gì đâu á quý vị ơi. Sạch sẽ nè. Cái này một dĩa cơ chị trà. Rồi. Xôi trà bông là mình tu quất á. Rồi tu quất luôn một coi như là hôm nay tu quất một dĩa lưỡi đó, hai dĩa mà hai người này dĩa tôi dĩa lưỡi. Hả? Rồi tôi cặp hai cặp chân á. Tôi cái gì cũng tôi vậy trời. Giống như nguyên bàn này tôi ăn hết trơn vậy. Tôi cũng có cái cánh trống nữa. Nhiêu tiền sắp hết rồi ngon nhiêu cưng nhưng mà để vô cưng cho biêu để người ta để đầy à. 1.300.000 ăn lưỡi ăn đây đây nè bây giờ đây ăn lưỡi vịt chân gà mề gà 1.300.000 em khóc hả em khóc thôi đủ sao đâu cưng ơi chuyện nhỏ mà đó là ai cũng mọi nhưng mà ngon là được rồi ngon là được rồi. We'll be right back.